VIP 5 là kinh khủng lắm đấy, tôi thấy tôi cũng chơi nhiều vãi rồi mà được mỗi VIP VIP 2 VIP 3 thôi. Tôi chơi mấy nick luôn. M lên 40M. Ôi. Ok em ơi. Bên này cố gắng lật lên tầm 10 15M chuyển qua nick kia là đẹp. Cú phan nạp vào không rút được. Ôi bạn ơi, tôi rút vô tư luôn bạn ơi, rút nhiều lắm. Nãy tôi mới show lịch sử rút cho mọi người xem đấy. Rút nhiều lắm. Rút được mà. Nạp hơn 700 rồi. Ui. Nạp kinh vậy. Khiếp. MB bảo trì á, MB đúng là có bảo trì thật. Thì tôi cũng rút về mới là MB mà lâu lâu nó bị lần thôi. Như kiểu có cái kiểu này này, kiểu như mình chơi ăn ấy. Mình chơi ăn mà sao nạp tiền nó bảo là bảo trì. Thế là mình đéo chờ được, như thế mới mệt ạ. Nó bảo là bảo trì mình không rút được, xong là mình vô đánh mất hết. Như thế đúng cực cay luôn. Tôi gặp trường hợp đấy vài lần rồi, rất là khó chịu luôn. Còn bảo trì thì cứ chờ tầm đến sáng mai rồi là nó bình thường lại à. Ủa, sao bên này cũng vậy vậy? Hôm nay lật bài bị gì anh em ạ? Hôm nay lật bài bị cái đéo gì ấy. Ôi con nào cũng nịt vậy. 8M này. Ui rồi tưởng ra đảo làm tay cuối. Tí thì cút. Đây đến đoạn ăn này đấy. Qua cái đoạn mà chơi toàn thua rồi. Đoạn này toàn ăn thôi. Chắc luôn. Qua cái đoạn thua nhiều rồi. Đến cái đoạn ăn. Nó có từng cái đợt đấy anh em ạ. Anh em cứ cứ đánh bình tĩnh qua từng cái đợt là nó thành cái đợt ngon. Nó sẽ có những đợt mà nó hút vãi lìn. Cái lúc đấy là đòi hỏi anh em giữ một cái tâm lý chắc. Có nghĩa là không không nâng cái mức tiền mình đặt lên quá là cao. Đấy, mình sống được coi cái đoạn đấy là sẽ đến cái đoạn mà mình may mắn hơn. Nó thường như thế, tôi chơi nhiều tôi thấy có một cái điều như thế. Không biết anh em thấy sao nhưng mà nhìn nó có vẻ khá đúng đấy. CF bảo ngon vãi, thế á. Lâu rồi anh không chơi CF với MM Win. Con đấy thì chủ yếu lâu lâu anh nạp vào đánh lô đánh đề thôi. Chưa anh cũng hay chứ không hay chơi lắm. Cơ bản nó không có lật bài. Chơi thì vẫn ok thôi chứ mà. Ok này. Hồi tối nạp 100k và đánh lật bài lên gần 4M. Nó không cho rút cứ bảo trì. Đúng rồi, thế thì bạn cứ 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 để đấy. Tiền nó chả mất đâu, bạn cứ đi ngủ một giấc thật là ngon. Sáng mai bạn bạn vào bạn rút tiền là lụm. Đúng cái kiểu đấy, tôi gặp nhiều lắm rồi. Anh không rep em nhỉ? Bảy anh rep mà. Ui do anh đang cả mà chơi cả đọc comment mà sao mà kịp được. Sorry nhá. Bữa em chơi CF 5k lên 5M cũng bảo trì. Vãi, 5k em chơi lên được 5M. Em chơi thì đéo nào kinh vậy. Nói chung là nhiều ông cứ nghĩ là thế này này, có một cái trường hợp như thế này này. Có tiền ngủ thế nào anh? Tiền ở trong app thì nó vẫn ở trong app thôi. Nó chả thể mất được. Cái đấy là đảm bảo luôn. Chỉ có là cái tâm lý anh em lo lắng thôi, anh em hóng. Anh em hóng cái tiền nó về tài khoản của mình. Như thế là mới mệt thôi. Em chơi bắn cá 5k lên 10k. Ui. Chơi bắn cá mà nổ nổ xong mà nổ được 5M em. 5k lên 5M thì bình thường, ý là chơi từ 5k lên là khó đấy. Đúng rồi, đúng cái kiểu đấy. Kiểu mà anh em nghĩ thế này nhá, ví dụ anh em chơi từ 100k lên được 1 triệu đi. Thì anh em sẽ kiểu là anh em sẽ kiểu như thế nào nhỉ? Anh em sẽ kiểu kiểu ui thì mẹ mình cầm 1 triệu mà không lẽ mình không bò được thêm một ít. Đấy, kiểu như thế. Lên được mà anh, lên được nhưng mà anh em không 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 đấy được. Không giữ được cái tâm lý, có nghĩa là nếu mà anh em có thể là anh em ví dụ anh em chơi ví dụ như một cái số trường hợp của tôi nhá. Tôi nạp vào tầm 500 thôi, tôi chơi lên tầm 2 triệu. Rút nó bảo là bảo trì. Mình để đấy mình ngứa tay lắm. Thế là mình vào bòn một tí là lên được thêm vài trăm nữa. Đến khi là xuống tầm ví dụ như lên được tầm 2 triệu ấy nhá. Là lúc đấy mình đánh xuống được tầm triệu triệu 8. Xuống tầm triệu 8 là ui địt mẹ mình lên được 2 triệu rồi, mình phải lên lại để cho được 2 triệu. Chứ thế này triệu 8 là mình không không đúng với cái lỗ cái vốn của mình rồi. Mình đáng lẽ là mình đã có 2 triệu rồi
Nhưng mà mình bây giờ còn mỗi triệu 8. Thôi mình phải chơi lại cho lên 2 triệu thôi. Như thế, mẹ, thế là cứ xuống dần xuống dần, xuống tầm 1,5 triệu, xuống tầm 1 triệu. Cái lúc đấy là thôi, bắt đầu là hốt kinh. Nói chung là phải giữ được cái tâm lý cơ. Mà nói chung là khi nào mà anh em xác định vào rút đấy thì đừng có quay lại mà đánh một tí nào nữa. Có thể là cũng sẽ có những cái trường hợp ăn, nhưng mà phần lớn là toàn thua thôi. Lúc đấy chỉ có mang bực vào người thôi chứ chả được con mẹ gì hết cả. Chả. Mà mấy cái tài xỉu với cả bài bạc này này, một khi mà đã thua tiền á, mình đéo làm được cái mẹ gì cho cuộc đời luôn. Kiểu như ra đời mình thấy chán vãi lùn. Kiểu như mình có cái việc gì cần làm á, mình mà mình mệt, mình nản mà mình chả muốn đánh nữa luôn. Cái này thì thực tế tôi like thế này ấy, thì tôi cũng là một cái người chơi bình thường như là mọi người thôi. Nên là tôi cũng có thắng có thua rất là nhiều rồi. Chứ cũng chả phải là ngày nào cũng ăn. Nên là tôi rất hiểu rõ cái tâm lý của người người đánh. Thế nên là vì sao mà tôi chơi tầm 4 năm 3, 4 4 5 năm rồi đấy. Ừ. Thì nói chung là chơi thì có kinh nghiệm nhiều thôi. Nhiều thằng mới chơi thì nó kiểu háo đá lắm. Nó muốn phải thể hiện thế nào, kiểu là bùi đi bẹ mày, tao cầm 100k tao phải chơi lên tầm 2 triệu. Nhưng mà bây giờ thì tôi chơi thì tôi kiểu khác rồi. Bên đây là chơi bên đây là chơi bên mấy cái họ nhà Win ấy. Thì tôi sẽ quay thủ anh ơi, chờ anh tí, anh đang ngồi lật bài đang đúng mốt em ơi. Anh đang chơi chơi mấy con bên họ nhà Win ấy thì nó có thể là ăn x này x kia. Nhưng mà thực tế nếu mà tôi chơi bên 68 bên bài với chơi săn Win các thứ ấy thì tôi sẽ chơi một tâm lý nó khác hẳn. Có nghĩa là khi mà chơi ấy, thì tôi luôn luôn nạp một cái vốn lớn nhá. Tôi xác định là đầu tư luôn. Có nghĩa là tôi bình thường ví dụ như tôi chơi 68 game bài hoặc là chơi săn queen các thứ là tôi nạp lần 50M luôn. Nhiều vãi lìn đúng không? Em nhìn thấy nghe thấy nhiều vãi lìn đúng không? Và tôi ngày ngày tôi vẫn ăn được tầm 4 đến 5M, nói thật. Nạp 50M ngày ăn 4 5M nó dễ lắm anh em ạ. Cái đấy nói thật luôn. Còn chơi mấy cái này này, chơi mấy cái lật bài này này. Nó hơi khó tại vì ID nó chơi riêng từng thằng. Nên là có những thằng nó chơi ảo được. Nó chơi những thằng chơi cứ gấp mấy tiền vốn lên là được. Cơ bản là cái bản chất của mấy cái con game mà bên họ nhà Win này ấy, thì là dành cho những cái người chơi mà vốn không quá nhiều. Những cái ông nào mà chơi những cái ông nào mà chơi vốn to ấy, không chơi nổi mấy cái con họ nhà Win này luôn. Tại vì là khi mà anh em vào một cái phòng ví dụ như rồng hổ hoặc đua xe, anh em nếu mà chỉ cần đặt một cái tay 5M thôi, đéo có màu ăn luôn. 5 đến 10M là không có màu ăn luôn. Ôi, lật lên 22M luôn đấy. Ừ, đúng rồi. Anh em chơi, anh em để mà xem. Anh em chơi bòn nhỏ nhỏ thôi thì được. Chứ anh em chơi to lên là khó ăn lắm. Cái này tôi nói thật. Còn những cái con game mà tài xỉu bên cái phía bên bên kia ấy thì nó hợp với những cái ông mà chơi to hơn một tí hơn. Những cái con này thì tôi đặt tên những cái con này bên họ nhà Win thì giống bên những con sinh viên hơn anh em ạ. Nó đánh không có to đâu. Ôi, lên.